Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con Amply. Có model là Kaver CM1090. Đây là dòng Amply cao cấp đến hãng Kaver Mỹ. Được thiết kế mặt nhôm phay xước màu đen, rất bắt mắt, rất sang trọng. Nhìn vào tổng thể cái dòng Amply 1090, các bạn sẽ thấy có hai cái tay coi phía trước này các bạn. Các bạn rất dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp. Dòng Kaver CM1090 được sản xuất vào năm 1989, kéo dài cho tới năm 1995 với dòng đời 6 năm. Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và công suất là 300W. Đánh được hai cặp loa AB, A+B. Tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc. Nếu loa của các bạn có trợ kháng 8 ohm thì công suất ra mỗi loa là 100W. Dòng Kaver CM1090 nằm trong phân khúc là dòng Amply cao cấp của hãng. Được thiết kế là có hai đồng hồ vu V7 theo tiếng nhạc. Các bạn có thể nghe trưng bày đều rất đẹp mắt. À, nó V7 theo tiếng nhạc nữa. À, nó V7 theo tiếng nhạc nghe các bạn. Và đặc biệt cái dòng CM1090 nó tích hợp theo đường mic. Đó, các bạn sẽ tăng lời ca tiếng hát nó vừa tai nghe nghe các bạn. Đó, thông thường những dòng Amply có giải tầng mic thì các bạn dùng để nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình, nhạc bolero rất hay. Đó, tất cả các chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo. Volume của nó có một cái đèn các bạn rất là dễ nhìn ha. Tất cả chữ nghĩa là còn rất mới, rất sáng. Đó, ở đây bass này bạn. Đó. Giảm, chép, con đường chiều giảm, rồi con đường mít nè bạn, mùi mờ, lao nét nè bạn, nắng vàng tươi đẹp đẽ, bao người dài. Rồi, dòng này đặc biệt đánh được hai cặp loa AB, A+B, tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc. Ngoài ra nó có B speaker ambient, là khi các bạn kết nối cặp loa B các bạn ứng vào tiếng sẽ vòm hơn nghe các bạn. Đó. Dòng này tích hợp thêm cái mạch là Sonic Holography. Cái mạch này cái là mạch âm thanh nổi sóng động đó các bạn. Chỉ có trên những dòng Kaver CM1090 nó có cái mạch. Ở đây là các bạn thấy chữ hologram không? Khi các bạn ứng vào đó đèn đỏ thì là cái tiếng của nó là sóng động nghe các bạn. Âm thanh nổi rất đặc trưng của dòng Kaver CM1090. Ở đây ba lăng nè, phải, trái, rất căng mà. Ở đây mấy đường tép ha, nếu bạn kết nối đường tép đằng sau. Ở đây ngõ vào có tuner, phono, video 1, video 2, tất cả có đèn hiện tại mình đang kết nối ngõ CD. Đường tép monitor. Rồi sau đây mình quay tổng thể cho bạn xem. Tổng thể bên trái còn rất đẹp nè bạn, không trầy xước, không cứng móp. À, nắp của nó nắp sơn zin luôn nha các bạn, trải qua thời gian. Nước nắp sơn zin cũng còn rất đẹp, nó không bị trầy xước cứng móp nghe bạn. Bên phải cũng còn rất đẹp các bạn. Rồi các bạn nhìn tổng thể mặt sau Amply mình về được này cũng còn rất đẹp. Điểm tiếp mát, phono, tuner CD, video 1, video 2 nè các bạn, rất đẹp ha. Ngoài ra nó có đường tép 1, tép 2 in out. Ở đây có đường rear out main in, các bạn sử dụng như một cái rear hoặc một cái bao ha. Cái đường rear out các bạn có thể gắn sub nè. Các bạn đưa vào tín hiệu khác thì Amply này giống một cái rear. Các bạn đưa vào tín hiệu vào main in thì cái Amply giống của đại công suất. Thông tin là Kaver Linwood USA IC 120V, dòng này là 120V sản xuất cho thị trường Mỹ. Nhưng mà ở trong máy nó có cầu chuyển điện, các bạn có thể chuyển 220V dành cho bạn nào không có biến áp đổi nguồn nha các bạn. IC 120V và 3.1A là tương đương 300W nha bạn. Số ri là 6718A. Đánh được hai cặp loa vượt loa có trợ kháng từ 8 tới 16 ohm. Bên này có một IC OLED với total là 400W cho bạn thôi, cũng rút các nguồn phát vụ. Nhận đầu CD dạng mã lọc xì, các bạn gạt đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Các bạn lưu ý khi các bạn đổi điện 120V thì điện ra IC OLED là 120V nha các bạn. Nếu các bạn đổi điện 220V á thì cái IC OLED này cũng ra điện là 220V nghe các bạn, nên các bạn cẩn thận cái cắm rút những đường IC OLED. Ở đây made in Japan nè bạn, dây nguồn zin và dây nguồn dính còn rất mềm các bạn. Rồi. Dòng này các bạn mua về cái nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Bên cạnh đó các bạn có thể chơi được đa thể loại nhạc nha các bạn.
những dòng nhạc cao tiết hòa tấu, nhạc trẻ, những dòng nhạc tiết tấu nhanh thì dòng Kaver CM1090 này đánh tương đối rất tốt. Dòng này khi các bạn ghép những dòng bô từ 101 với 901 như cậu với mợ nghe các bạn rất hợp. Bên cạnh đó các bạn có thể ghép được nhiều dòng loa Nhật Mỹ, những dòng loa có bass từ 30cm thậm chí 40cm thì dòng Kaver CM1090 đánh rất tốt nha các bạn. Tất cả các chức năng cạnh đồ con này về còn rất đẹp nha các bạn. Đó. Rồi sau đây mời các bạn nghe một đoạn nhạc để mình mở nội thất cho các bạn xem. Sau đây mình mời các bạn xem nội thất. Nhìn vào tổng thể nội thất là các bạn sẽ thấy một tăng phô rất mới nè, nó còn tem nè. Đó. Dòng này chạy được hai dòng điện, hiện tại mình đang kết nối điện 120V. Các bạn có thể sử dụng điện 110V đều được nghe các bạn. Nếu các bạn sử dụng điện 220 các bạn báo trước mình hoặc là các bạn gạt qua phải hai cầu là sử dụng điện 220V. Tản giải nhiệt trắng muốt luôn, tương ứng 4 sò 2 xanh 2 đen và 3 con sò thúc nghe các bạn. Ở đây 2SC3281 ha. Đây sò thúc. Rồi sò xanh là 1302, một con sò thúc. Một con sò thúc 1302. Sò thúc. Và 2SC3281 cùng cặp sò nghe các bạn, tất cả cũng nguyên bản. Bao mạch tín hiệu đầu vào và bao mạch công suất 2 tầng. Bao mạch tín hiệu phần rè, đi chi áp volume rất to. Đó, ngóc ngách con này cũng còn rất mới, hai đồng hồ đèn, hai bóng đèn dành cho hai đồng hồ vu. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản, sự sắc con này cũng còn rất sáng rất mới, dù trải qua thời gian cũng là ngót nghé gần 50 năm nghe bạn. Sự sắc bên trái trắng phao luôn nè bạn. Bên trái cũng vậy nghe bạn, sự sắc bên trái phải đều rất đẹp. Con này được như vậy là zin đẹp xuất sắc nghe các bạn. Tất cả nguyên zin nguyên bản mình bao zin cho các bạn và hoạt động hoàn hảo. Máy bán ra mình vẫn bảo hành kỹ thuật 3 tháng nên các bạn an tâm mua về nghe trưng bày sử dụng. Với giá rất tốt, chỉ là 12.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu gọi cho mình cái số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.